Alo, mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin chiều của chúng tôi. Mấy ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao về chuyện tình của cặp đôi Đỗ Lệch chênh nhau tới 41 tuổi. Cặp đôi này hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Và hôm nay, bản tin chiều của chúng tôi dành thời gian để nói về vụ việc này. Vui trong câu chuyện yêu mà, có chàng trai trẻ tên là Jolie. Chàng ta ở tận Paki, băng rừng vượt núi để đi tìm nàng. Việt Nam tên cụ rõ ràng, chị là Hoa Nguyễn Long Thành Đồng Nai. Kể gì tuổi tác xưa nay, lệch nhau 41 vẫn say cuộc tình. Chàng nay 24 trẻ sinh, nụ cười hạnh phúc vợ mình 6 năm. Tình yêu đẹp tựa trăng rằm, cháu con hạnh phúc vui trong gia đình. Riêng tôi cổ vũ hết mình, hai người hạnh phúc vẹn tình ước mong. Nghe xong cảm thấy hài lòng, vui tươi bạn hãy cho dòng comment. 65 mà lấy 24, tính ra thì cũng giống như cháu bà. Thế nhưng chuyện đó cũng là tình yêu hợp lệ của nhà họ thôi. Bởi vì pháp luật khắp nơi không cấm ít tuổi lấy người tuổi cao, nên dù họ có ra sao, chúng ta cũng chớ rêu rao chê cười. Yêu nhau không kể tuổi đời, vậy không nên nói những lời khó nghe. Họ tình nguyện kết phu thê, không phạm luật pháp không hề hại ai. Thật ra họ chẳng làm sai, chỉ là tuổi tác của hai không đều. Gái trai chênh lệch quá nhiều, làm ai cũng lạ là điều ngạc nhiên. Không nên nói họ bị yên, để họ hạnh phúc bình yên vợ chồng. Trời mưa bong bóng phập phồng, tai tiếng hứng chịu là dòng họ thôi. Hai bên tự nguyện kết đôi, tuổi chênh nhưng chớ nói lời đắng cay. Bởi vì họ chẳng làm bay nồi cơm nồi cháo hàng ngày của ta. Khi thấy tuổi tác cách xa, buồn cười thì hãy ha ha bật cười. Không nên chủ hại nặng lời, vì có ảnh hưởng đến đời ta đâu.